Chùa Cổ Loa có tên khác là chùa Bảo Sơn, nằm ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ngôi chùa nằm trong khu di tích Cổ Loa thuộc hệ phái Bắc Tông. Chùa còn giữ được những bức cốn tứ linh thế kỷ 19, 134 pho tượng có giá trị nghệ thuật bài trí ở chánh điện, hậu cung, hành lang và nhà mẫu. Chùa còn có 5 tấm bia đá từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19. Hai đại hồng trung đúc vào năm Gia Long thứ hai khoảng năm 1803, một khánh đồng và nhiều pháp khí có giá trị khác. Chùa Bảo Sơn nằm ngay sau lưng đình Ngự Triều, Di Quy và Am Mỹ Châu trong khu di tích Cổ Loa, nơi các nhà khảo cổ học tìm thấy trống Đông Sơn và các mũi tên đồng với nhiều dấu vết của một đô thị cách nay hơn 2 thiên niên kỷ. Đây cũng là nơi sinh ra truyền thuyết về tòa thành đất hình xoắn ốc của Vương quốc Âu Lạc do vua Thục Phán xây dựng lên với sự giúp đỡ của thần Kim Quy, về bi kịch của tướng Cao Lỗ và cái chết của Trọng Thủy trước nỗi oan của nàng Mỹ Châu ngây thơ để mất cái lễ nỏ thần. Chùa Bảo Sơn có dãy hành lang tượng La Hán rất đẹp, chùa rất yên bình, tĩnh lặng và là nơi lưu giữ nhiều các di vật quý của một thời lịch sử Việt Nam.